đó thì hiện tại đó thì cô phải nuôi ba người con một mẹ già, chưa kể các em của còn nhỏ và nghề nghiệp chưa ổn định nữa. Thì cô gái này hiện cái công việc hàng ngày cô làm đó là làm thợ uốn tóc, thì thu nhập cũng không phải là dư dả gì, chỉ đủ trang trải cuộc sống hiện tại. Rồi đột ngột đó thì cô bị bệnh là viêm cơ tim, thì chắc chị đã nghe nhiều về viêm cơ tim, đó là cái bệnh mà giống như là trời cây nó già vậy, nó lại không chừa một ai. Ngày hôm trước cô cũng đi làm bình thường, sau một đêm thì sáng sau thấy mệt, khó thở, đau ngực, rồi sau đó vô là tim rất là yếu. Thì như vậy khi mà bệnh nhân bị thở không được, rồi đau ngực, rồi khó thở, rồi đưa đi bệnh viện quận 7, tức là nơi gần ngay chỗ của làm việc đó, thì bệnh quận 7 cấp cứu xong đưa vào Tâm Đức. Nhưng Tâm Đức hỏi rằng là ở đây có bệnh nhân có khoảng là 500 triệu thì nhập viện ở đây. Bệnh nhân nói không, bảo hiểm y tế cũng không, tiền cũng không. Do đó Tâm Đức chuyển qua Chợ Rẫy. Tôi nói là chỉ có đưa qua Chợ Rẫy thôi, chứ còn Tâm Đức thì chi phí tệ ít nhất cũng phải 500-600 triệu nếu nằm Tâm Đức. Thì sau đó bệnh nhân được tức tốc đưa Chợ Rẫy. Thì lúc mà đến cấp cứu Chợ Rẫy đó thì tình trạng bệnh nhân cũng nguy kịch lắm. Lúc đó hôn mê, phải bóp bằng bóng giúp thở, rồi huyết áp thì tụt, phải dùng thuốc để nâng huyết áp lên. Thì ngay lập tức thì các khoa hồi sức hội chẩn xong đưa thẳng đến khoa hồi sức, xác định là trường hợp này cần đặt máy trợ tim, tức là cái máy hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể đó. Nhưng mà cái khó khăn nó lớn nhất là người nhà nói rằng là tụi em rất là khó khăn. Thì cũng thuyết phục người nhà bây giờ nếu mà không đặt máy thì trong tầm 1 tiếng đồng hồ nữa là không cứu được nữa. Thì bây giờ thì cô em mới gọi điện về quê, thì gia đình nó hứa sẽ cố gắng chạy về hết sức. Rồi trước tình hình mà thấy hoàn cảnh bệnh nhân như vậy thì khoa cũng quyết định là thôi mình cứ đặt máy trước đi, rồi trong lúc mà người nhà cố gắng xoay sở thì mình sẽ đặt máy trước để cứu cổ trước cái đã. Rồi song song với chuyện người nhà xoay sở đó thì nếu mà không đủ đó thì mình sẽ tìm cách giúp đỡ. Sau đó thì bệnh nhân lên nhập viện lên khoảng lúc 12 giờ rưỡi trưa, 12 giờ rưỡi trưa thì mọi chuyện tiến hành rất là nhanh. 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ sáu tới ngày 18 tháng 5 thì mọi chuyện tiến hành rất là nhanh. Thì ekip Chợ Rẫy thì cũng đặt hơn 100 ca rồi, có rất nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Thì trường hợp này tụi mình đặt chỉ khoảng 15 phút là xong. Ngay sau đặt máy xong á, thì tình trình thì huyết áp của cổ tốt lên, rồi cổ tỉnh lại, sau rút ống thở cho cổ luôn, cổ thể tự tỉnh táo nói chuyện được. Tim này chắc còn được 20% so với lại người bình thường thôi. Nhưng mà nhờ cái máy nó hỗ trợ nên cổ vẫn còn tỉnh táo nói chuyện được, cử động tay chân được. Thì như vậy đó thì sau bữa giờ là 3 ngày điều trị đó thì hôm nay cổ tiến triển rất là tốt. Thì mình hy vọng là trong vài ngày tới đó, tức là 2-3 ngày tới có thể ngưng được cái máy hỗ trợ tuần hoàn và có thể sống với bàn chính trái tim của cổ. Nhưng mà gia đình ở quê cũng gửi vô cho cổ được 60 triệu, rồi những anh chị em ở đây thì chạy vậy thì cũng mượn thêm được 10 triệu nữa. Như vậy là hiện tại thì sau khi vay mượn rồi hỏi han mọi nơi đó thì gia đình mới đóng được khoảng 70 triệu bệnh viện. Trong 70 triệu đó là chưa đủ để mà chi trả cho cái máy nè. Cái máy là tới 100 triệu rồi. Còn tiền cái chi phí điều trị chưa tính. Em là em gái. Em gái nhà em tên gì? Dạ em tên Lê Thị Quỳnh Liên. Mà ban đầu á, ban đầu chị em có dấu hiệu như thế nào? Dạ ban đầu thì chị em cứ ngủ dậy cái chị em ói, cái rồi chị em bắt đầu kêu là khó thở, ngộp thở, rồi đau tim là đây cái có chị đi mua, kêu đi mua thuốc ta tiêm cho chị mà ra bác sĩ không bán, bác sĩ kêu là nhập viện, rồi đưa lên viện quận 7. Đưa bệnh viện quận 7 thì cứ kêu là tiêm được sao. Dạ đưa về hôm thứ sáu. Rồi với cái hôm bệnh viện quận 7 kêu không sao. Rồi cái nằm một hồi lâu á, là lúc đó em mới ở bên Gò Vấp á, em nghe tin em là chạy qua thì lúc đó chị em bị co giật rồi, là hô hấp xong rồi là chuyển qua bên tim mạch bên Tâm Đức á, thì là nó lúc đó vô vô hấp vô ấy thì nó nói là tim ngừng rồi.
xong rồi hô hấp lên là chị em có nhịp lại, có nhịp lại được nửa tiếng ấy, xong là chuyển qua trở lại. Là mất thứ sáu này. Dạ, mất thứ sáu. Nhưng mà từ lúc mà em chạy qua tới khi mà chuyển lên đây là chị em lúc đó hoàn toàn là có nhận biết gì được hả? Dạ không. Nhưng mà trước đó chị em có phản ứng có gì không? Dạ không, không bình thường không có gì hết á. Chị em là không có bệnh tật gì tiềm ẩn trong người. Dạ không, từ hồi giờ chị em cũng không uống thuốc không có gì hết. Chị em cứ chỉ có ăn chay rồi, chị em ăn chay trường 3 4 năm nay rồi á. Chứ hồi giờ chị em không uống thuốc không bị gì hết. Bình thường vậy, chứ không có gì không anh? Dạ không luôn ạ. Nhà chị làm uốn tóc thôi, làm gì nữa? Dạ thì chị em làm uốn tóc thôi. Mới mở tiệm thôi hả? Dạ đúng rồi, mới mượn lần 4 á, xong rồi mở. Mở ra xong cái chưa ấy giờ chưa trả nợ gì hết, xong rồi thì giờ mình mới bị luôn, làm xong cũng bị luôn. Ba đứa con của chị là nhỏ bao nhiêu tuổi chị? Dạ một đứa thì nhỏ nhất là lớp 1, một đứa lớn nhất là học lớp 9, còn đứa giữa lớp 5. Vì mới đầu vô là bệnh viện kêu đóng là 200 triệu, mà ngày đầu tiên là em không có tiền xoay sở miết, rồi cũng không có tiền đóng. Rồi nhà em ngồi đó lo này kia, rồi cứ rồi bạn bè rồi anh em giúp là đóng được có 60 triệu. Qua ngày hôm qua thì có mọi người bạn bè cũng lên ủng hộ, cầm mỗi chị cũng lên ủng hộ thì được đóng được thêm 10 triệu ngày hôm qua nữa, nên ngày hôm nay chưa đóng được. Mới đóng được 10 triệu, tổng viện phí mà mình cứu ở bệnh viện là bao nhiêu vậy? Dạ bệnh viện là chưa, nó chưa đưa cho em cái bill chót, mà nó nói là trong vòng 300 triệu đổ lại. Còn bây giờ em được 5 triệu, em được 5 triệu rồi. Dạ chị em thì cũng biết, nhưng mà nó cũng là rất là mệt. Chị em cũng biết em rồi. Em như vậy đó. Viêm cơ tim đó là cái bệnh mà thường do virus gây ra, mà đa số trường hợp có thể do virus cúm. Do đó là cách phòng ngừa của chúng ta đó là phải chích ngừa cúm. Hiện tại chích ngừa cúm rất nhiều cơ sở chích ngừa, và nên chích ngừa thường quy mỗi năm cho tất cả mọi người, từ phụ nữ, trẻ em, phụ nữ có thai, người già, rồi có những bệnh lý mãn tính nữa thì đều nên chích ngừa cúm. Và cái thứ hai nữa, chúng ta cố gắng là tăng sức đề kháng cơ thể lên, có thể chống chọi được virus nhiều hơn, thì chỉ cách phòng ngừa như vậy thôi. Cái virus mà tấn công cơ thể đúng như anh nói là tấn công nhiều nơi, ví dụ như từ đau họng tới ho rồi tới viêm phế quản vân vân, nhiều thứ. Còn cái chuyện mà tấn công tim đó là chuyện đó mình không biết trước được. Đôi khi nó thấy khi virus mà lưu hành trong cơ thể đó, nó thấy những cái mà cái điểm tiếp nhận hoặc là những thụ thể mà nó thể mà kết dính được là nó kết dính vô thôi. Do đó nó khi mà kết dính vô tim sẽ tổn thương tim như vậy. Cái điều đó không đoán trước được. Rồi đó thì mình làm khoảng là 70 ca là viêm cơ tim. Cái bệnh này nó rất là nhiều. Nhiều. Có trường hợp chích ngừa như trường hợp không, chứ mà trường hợp về những cái dấu hiệu nào để bệnh nhân biết và đến bệnh viện sớm ạ? Cái dấu hiệu là người ta thấy bắt đầu là mệt, khó thở và chóng mặt, tay chân lạnh, vân vân, những trường hợp đó nên đưa đến viện này. Anh, nhưng mà nếu như vậy thì nó dễ nhầm lẫn với rất nhiều bệnh khác, vậy thì có cái cách nào mà để mà nhận biết tốt hơn không anh? Thường mà cái xu hướng là bị bệnh thì mình cứ ở nhà chờ thì lúc mà nặng quá mới đưa đi, thì thường như vậy là không kịp. Ngay khi mình thấy dấu hiệu là tức ngực, khó thở và mệt thì tốt nhất đưa viện kiểm tra. Thì khi đưa viện người ta có nhiều phương tiện để kiểm tra, để xác định trường hợp nào là mới bị nhẹ hoặc là chưa bị, và có phương án theo dõi thích hợp. Thì như vậy tránh những trường hợp mà đưa tới viện quá trễ. Ở đây nhiều trường hợp đưa viện trễ lắm. Ví dụ gần đây có trường hợp mà cháu bị bệnh ở nhà, xong rồi khi mà cha cháu đưa cháu tới bệnh viện, lúc đó tim chú đập rất là yếu, và trường hợp ngay khi mà vô tới cổng cấp cứu là tim ngừng đập luôn. Như vậy là vừa hồi sức tim, vừa ngưng tim, vừa đặt máy. Những trường hợp như vậy đó thì cái hiệu quả không có cao, và tại sau đó cháu nó bị thiếu oxy não, cháu nó không tỉnh lại nữa, vân vân. Mặc dù thì cứu được bạn cháu nhưng mà cháu bị tổn thương não, rồi sau đó thì không còn là một đứa trẻ mà bình thường nữa. Anh ơi, nhưng mà đối với cái cơ sở vật chất của một số bệnh viện như cái chuyện mà đầu tiên là nhịp tim và huyết áp, là cái chuyện đó là ai cũng phát hiện được, ai có thể đo lường được. Ngay cái bức thường nhịp tim, bức thường huyết áp thì lập tức đó thì phải đánh giá và chuyển đến cơ sở mà có phương tiện hỗ trợ, hoặc chuyển đến tuyến cao hơn. Như trường hợp này thì bệnh viện quận 7 bạn có phát hiện được bệnh nhân bị viêm cơ tim không? Lúc vô viện quận 7 là lúc đó ta nghi ngờ,
sau ta có là xét nghiệm chẩn đoán, sau ta xác định là viêm cơ tim, rồi ta mới chuyển tới tâm đích.